Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Có nên xóa roi xe trên máy Xiaomi hay không? Redmi Note 12 Turbo sau 5 năm có ổn nữa hay không? Và hiện tại còn nên mua chiếc Redmi Note 12 5G? Tất cả sẽ trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu thì xin anh em 30 giây quảng cáo này. Mình có bán hàng trên Shopee và cái nick của mình sẽ tên là Mobile City Metastore, chuyên bán phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp này, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sáo nóng lạnh, bao rẻ nhất Việt Nam luôn. Trên đó thì mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa. Mặc định các bạn sẽ được bảo hành vàng 12 tháng tại Mobile City. Những bạn ở xa không thể xuất được ấy thì có thể mua tại Shopee cho nhanh nhá. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Đến với câu hỏi đầu tiên này, có nên xóa roi xe không vậy mọi người? Nó bóp hiệu năng của máy có nhiều không? Ok, cho bạn nào chưa biết thì cái phần roi xe ấy, nó sẽ là một cái phần mềm quản lý hiệu năng của máy Xiaomi nhá. Khi mà các bạn chưa xóa cái phần roi xe thì chơi game nặng ấy, đa phần máy Xiaomi nó sẽ bị lock FPS này hoặc là tụt giảm hiệu năng thấy rõ. Về cơ chế của nó thì theo mình hiểu nhá, là nó sẽ giảm xung của máy này, thậm chí giảm cả độ sáng để mà giúp cho nhiệt độ của máy mát xuống, không bị quá nóng. Chính vì vậy, khi các bạn xóa cái phần roi xe này đi thì máy sẽ bung hiệu năng tốt hơn, FPS cho ra cao hơn, không lock FPS nữa, nhưng mà nhược điểm là nhiệt độ của máy sẽ bị nóng lên rất là nhiều nha. Chính vì vậy, những bạn mà xác định xóa roi xe thì giúp mình một phần nhá. Một là các bạn xác định gắn thêm xóa lạnh cho mình đấy để giảm nhiệt độ cho máy, hoặc là thứ hai các bạn chơi thời gian ngắn thôi, dưới 30 phút đổ xuống cho máy nghỉ một lúc rồi lại chơi tiếp thì là ok nhá. Chứ còn các bạn xóa roi xe này không gắn sò lại còn chơi liên tục 1-2 tiếng ấy, nhiều khi toang ấy. Còn về cái phần là roi xe có bóp hiệu năng nhiều hay không ấy thì mình thấy là còn tùy máy bạn nhá. Nó còn liên quan đến cái việc là tản nhiệt của máy có hiệu quả hay không. Ví dụ chiếc Xiaomi 14 Pro đi, quẩy Galaxy Max Setting nhá, không cần xóa roi xe vẫn rất là ok. Trong khi cùng là con chip như vậy nhưng mà Xiaomi 14 đi thì lại rất tệ, phải xóa roi xe chơi mới ngon nha. Nên chốt lại câu hỏi của bạn thì đấy, nếu bạn chuyên chơi game nặng này, xác định gắn sò thì ok, nên xóa cái phần roi xe. Nhưng bạn chỉ chơi game nhẹ, muốn dùng ổn định, không quá nóng, hoặc là bạn không có sò, không thích dùng sò ấy, thì thôi, đừng xóa cái phần roi xe nhá, nó sẽ tốt cho máy hơn. Chuyển sang câu hỏi thứ hai, Redmi Note 12 Turbo 5 năm sau có ổn không ạ? Mấy ông mà cứ hỏi kiểu 5-6 năm ấy, kiểu gì cũng đổi máy sớm thôi. Nhưng mà mình vẫn sẽ trả lời nhé. Để mà dùng 5 năm thì sẽ cần nhiều yếu tố. Đầu tiên này, hiệu năng quan trọng nhất đúng không ạ? Chiếc Redmi Note 12 Turbo ấy, Snapdragon 7 Plus Gen 2 thì mình thấy nó sẽ xem với cả Snapdragon 8 Gen 1 đi cho dễ tính. Thì sau 5 năm nhé, nó sẽ ngang với cả con chip Snap 845 bây giờ, chuẩn chưa? Hiện tại 845 thì vẫn dùng cơ bản được này, cộng với cả chơi game nhẹ nhàng ok. Vậy là vấn đề hiệu năng thì ổn nhá, không phải lo. Yếu tố tiếp theo là về độ bền đi thì mình thấy máy Xiaomi bây giờ ấy rất bền rồi nhá. Và vấn đề thứ ba này, linh phụ kiện thay thế, tại vì các bạn dùng 5 năm ấy, kiểu gì cũng phải thay linh kiện nhá. Ít nhất là thay pin đúng không? Mình không dám hứa chắc 100% nhưng mà mình thấy chiếc Note 12 Turbo ấy bán rất là chạy luôn, siêu chạy tại Mobile City thì mình dự đoán nhá, sau 5 năm nữa ấy, linh kiện của máy vẫn sẽ có rất nhiều cho các bạn thay thế, dự đoán thôi nha. Và về phần mềm nữa, chiếc Redmi Note 12 Turbo thì cũng là một chiếc máy được anh em Việt Nam làm ROM rất là nhiều nha, đủ các thể loại luôn, Vietsat, TN các thứ có hết. Thì mình nghĩ là các bạn dùng lâu dài 5 năm ấy cũng sẽ không lo bị lỗi thời đâu. Và hiện tại thì về mặt trang bị cấu hình đi, chiếc Redmi Note 12 Turbo rất đáng mua trong tầm giá. Chip mạnh chiến game này, màn hình ổn áp, hai loa có jack 3.5mm, pin trâu sạc ổn, camera đủ dùng. Chốt lại câu hỏi của bạn thì đấy, theo mình là Redmi Note 12 Turbo ấy dùng 5 năm ok nha. Chuyển sang câu hỏi thứ ba, anh review Redmi Note 12 5G ở hiện tại liệu có nên mua không ạ? Rồi, ý bạn là chiếc Redmi Note 12 sách tay đúng không? Phiên bản 5G ấy. Hiện tại thì rất tiếc chiếc Redmi Note 12 5G này thì Mobile City đã hết hàng rồi nhá. Và để mà biết là chiếc Redmi Note 12 còn đáng mua hay không ấy, chúng ta sẽ phải so sánh với cả sản phẩm kế nhiệm là chiếc Redmi Note 13. Thì rõ ràng là khi mà so như vậy ấy, Redmi Note 13 sẽ có ngoại hình đẹp hơn rất nhiều đúng không? Cầm màn hình mỏng này, viền vuông đúng chen, và máy sẽ có camera nâng cấp rất là nhiều, lên tới 108 chấm chụp ok luôn nha. Tuy nhiên, về mặt hiệu năng thì sao? Con chip của chiếc Redmi Note 13 ấy sẽ là Dimensity 6080 thì nó cũng chỉ xem so với cả Snap 4 Gen 1 của chiếc Redmi Note 12 thôi. Hiệu năng là tương đương nhau các bạn nhá, không mạnh hơn. Rồi thì cả hai máy đều sẽ bị tình trạng là chỉ có một loa ngoài, nghe âm thanh không quá tốt, pin sạc giống hệt nhau 5033W. Và cái màn hình của chiếc Redmi Note 12 ấy, tuy là cầm hơi dày nhưng mà về chất lượng hiển thị thì rất là ok luôn nhá. AMOLED 120Hz, độ sáng lên tới 1200 nits, hiển thị không thua kém so với cả chiếc Redmi Note 13, chỉ là cái phần cầm dày hơn, nhìn không sướng mà thôi. Nên chốt lại theo mình ấy, chiếc Redmi Note 12 5G còn đáng mua hay không thì phụ thuộc vào mức giá bạn mua được nhá. Theo ý kiến của mình đi, hiện tại chiếc Redmi Note 13 mức giá khoảng tầm 3.7-4 triệu, thì nếu là mình nhá, chiếc Redmi Note 12 ấy, nó phải rẻ hơn tầm khoảng 20% thì mình mới lựa chọn, tức là mức giá khoảng tầm 3.2-3.3 thôi thì ok. Chứ còn lên tới 3.5-3.6 thì khi này nó chênh quá ít so với cả chiếc Redmi Note 13 thì thôi,
cố trước Redmi Note 13 nó sẽ ngon hơn nhá. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình? Có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới. Link mua các máy trong đơn ngày hôm nay mức giá rẻ nhất tại Mobile City mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận phim của video. Rồi xin chào, bye bye.